À, chào anh em đang uh, xem miền Tây Sola ha. Ở bữa nay là ngày thứ um, thứ sáu ngày 21 tháng um, 21 tháng 6 2024 nè. Giờ này em cũng đuối lắm rồi, cố gắng uh, uh, khuyến mãi cho anh em thêm một cái đèn nữa nha. Thì uh, như mọi người biết là GD nó sản xuất ra 3 dòng. Uh, GDT 100, GT 200 và GDT 300. Thì T100 uh, thì em đang khuyến mãi là 450 bao ship mua 100 cái cũng bốn trăm rưỡi bao ship mua một cái cũng bốn trăm rưỡi bao ship còn t300 thì em đang khuyến mãi là 900.000 bao ship à, mua bao nhiêu cái cũng vậy còn đến nhà thì anh em sẽ được giảm mỗi cái hai ba chục ngàn tùy cái lớn nhỏ cái lớn thì được giảm 30 cái nhỏ thì được giảm 20 còn trước mặt anh em là t200 mà hôm bữa giờ chưa khuyến mãi thì anh em cũng đang mua cái này nói chung là anh em mua cái này rất là nhiều Ờ, nhưng mà tới đợt khuyến mãi Em quyết định khuyến mãi thì là khuyến mãi Chứ còn anh em vẫn đang mua nhiều Em cũng vẫn khuyến mãi Nói chung là em thấy hè cũng có nhiều thời gian Bán buôn Rồi cũng có một chút hàng về hơi nhiều Thì em tiến hành khuyến mãi Cho mọi người mua cho nó lẹ Ha, Chứ không phải ế khuyến mãi nha anh em Hàng này em mới về cách đây có 2-3 ngày thôi Thì ở đây em có T200 như anh em cũng thấy Tấm pin này là tấm pin 20W 3 tấc rưỡi vuông thì lúc trước có anh kia anh nhắn nói ba uh, tấc rửa vuông là tấm pin 18, 15 w gì đó chứ không phải 20. Thì uh, cái đó không phải vậy đâu anh em. Bao nhiêu watt đó là tùy thuộc vào cái đó, đó, như em thấy không? Tùy thuộc vào cái cell pin. Và nó ở trong đây nó sắp xếp cái mật độ cell pin như thế nào. Mật độ cell pin dày đặc thì cái watt nó cao. Chứ không phải là tấm pin ba uh, tấc rửa vuông là tấm đó phải 15 w không phải vậy đâu mọi người. Tấm này là tấm 20 w nè mật độ xeo pin dày đặc và nó là 20W em đã kiểm tra rất là kỹ tấm này rồi 20W 3 tấc rửa vuông dây dài 5m ở trong đây có bộ pin lưu trữ là 20A ở đây nó có 256 con led 5730 à 2835 nha 256 con 2835 rồi, đo độ lớn của cái đèn cái tấm pin thì 3 tấc rửa vuông nãy nó rồi ha rồi, còn cái đèn thì chiều ngang là 3 tấc chiều ngang 3 tấc ngang thổi chiều ngang 3 tấc chiều dài là 3 tấc 35. Đó. 3 tấc nhân 3 tấc 35 cái đèn rất là to ha. mặt trước của nó như thế này. Còn mặt sau của nó là như thế này. Nhựa nha, đây là nhựa nha anh em. Ở đây có chữ JD Jindian nè, JD chính hãng. Đó. Vì là nhựa cho nên nó rẻ hơn nhôm một chút ha. Đó. đèn bự vậy mà hiện tại em đang khuyến mãi và em sẽ khuyến mãi với giá là 720 000 bao ship 720.000 bao ship Mua một cái cũng vậy Mua một chục cái Hai chục cái Cũng vậy luôn nha anh em 720.000 bao ship Đó Thì có giảm hơn trước đây 20.000 Đó Thì uh, Nó giảm được vậy là Cũng là cố gắng lắm rồi Em nhắc lại là 720.000 bao ship Anh em mua bao nhiêu cái Cũng giá đó nha Còn uh, cái vấn đề mà treo á, Thì uh, nhiều anh em hỏi em là Về nhà treo làm sao rồi Kết nối tấm pin làm sao Chúng ta không có cái bài học nào Mà để khẳng định là treo như thế nào nó đúng hay là cái tấm pin như thế nào cho nó đúng hết rồi mọi người không 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 có biết được không có biết được là treo như thế nào nó đúng mà là treo như thế nào cho cảm thấy mình mình cảm thấy hợp lý thôi ở ví dụ như nhà em em vẫn treo cái đèn này nha nhà em em muốn soi sáng và muốn camera nó bắt được cái ánh sáng tốt hơn thì em có treo nè treo cũng mấy tháng nay nè đây review cho mọi người coi luôn ha và trở lại nói cái đèn trước nha để nói cái rồi hay đi uh, quay kia thân đèn nè dây 5m nè tấm pin nè remote nè ốc nè ray nè cái thùng nè đó hàng chính hãng của Zidane nha 720.000 bao ship rồi anh em nào mua thì nhắn Zalo ha 0948 932 417 nha Còn bây giờ thì chúng ta có thể tham khảo vô treo treo đại như em nè cái đèn của em là ở đây là treo mấy tháng nay và nó cháy xuyên đêm không á mọi người đây nè T200 đó nha đó anh em thấy không Mở zoom cho anh em coi nhé Mở zoom nè Mở zoom Hơi mờ Đó T200 Hơi zoom lại đi Đó, GDT 200 này treo khá là cao ha T200 Em thấy không Đó. Và đây là treo cái đèn Và mình treo nói chung là cũng rất là là tùy tiện thôi Tại sao gọi là tùy tiện Tại vì treo như thế nào cảm thấy nó hợp lý thôi à chứ không có cái sách dở nào ghi nhận hết trơn mọi người ta cứ treo đại lên đó đi mình uh, lấy một sợi dây mình uh, treo lên uh, cái uh, cái đoàn tay cho cái đèn nó lồng thòng kiểu đó và nó phủ ánh sáng uh, ở khu vực ở đây nè anh em thấy là khu vực này là khu vực để pin nha nó phủ ánh sáng nè ra tới góc nhãn ngoài đó luôn ra tới góc khế luôn nè đó ra tới đằng đây nè nguyên khu vực này là ban đêm là sáng trưng nè khu vực này đâu đó thì vài chục mét vuông. Đấy này và treo cái đèn ở trên đó anh em thấy không thấy cái đèn trên đó không? đó phủ xuống khu này và camera mình ở đây camera bắt ánh sáng ở đây nè camera nè anh thấy không camera nè đó, camera nó nhờ vào cái đèn đó mà nó bắt được cái ánh sáng ban đêm ở khu vực này đó, chống trộm đồ đó anh em. Còn bây giờ thì mình sẽ review cho mọi người cái tấm pin Chúng ta có thể để tùy tiện như thế nào Thấy không Không có cần phải là là quy củ Nhiều bạn ấy mua về Không có công đồ lắp à, Kiếm đi vòng vòng kiếm thợ rồi nó cũng khó khăn Kiếm thợ làm gì mọi người Tự chúng ta có thể làm rất là đơn giản Thợ thầy gì đâu Đâu phải lắp hệ năng lượng mặt trời Hai ba chục triệu đâu cần thợ anh em đây Tấm pin của nó nè Đây là tấm pin của nó nè tấm pin của cái T200 lúc nãy đó em kéo cọng dây nè anh em thấy cọng dây không cọng dây rồi đó lên đây nè đây tấm pin này, thấy không đó tấm pin nằm đơn giản không cần một cái một cái uh, cọng sắt nào kết nối luôn gió không chẳng bay đâu anh em chúng ta để sát xuống nóc nhà đừng có để hơi hỏng ở trên thì gió bay thiệt để sát xuống còn đằng kia thì anh em thấy cái tấm pin của thằng JD830L nè còn ở đây là những cái hệ hòa lưới quả lưới của bên em nha tháng này trời mưa cho nên pin khá là sạch ở đằng kia có cây nhãn nó che tấm pin rồi kìa cái nhãn che tấm pin rất là đáng ghét ha làm đốn cái nhãn luôn <laughs> đó pin mặt trời của bên em quả lưới bán điện anh em bạt ngàn ha đó. Nó lâu sẵn lên thì quay cho anh em coi đây nè quả lưới bán điện nè em đang bán tháng được khoảng năm triệu mấy 6 triệu tiền điện mọi người còn ở đây là những cái tấm pin của năng lượng mặt trời à, à, bóng đèn. Ở đây có cái bóng đèn ha. Đằng kia có cái bóng ha. Nhà em nhiều bóng đèn lắm anh em. Đây nè bóng đèn nè. Bóng đèn nè. Đó. Đây bóng đèn nữa nè. Này là của con JD60 nè. Còn cái này là cái tấm pin vỡ. Em lấy em gắn cho cái đèn um, MK200. Pin bể anh em ơi, Còn mấy tấm này là em để test inverter nè. Hạng hàng test inverter đó còn đây nè pin canadian bị che đằng kia đó kìa cái góc đó bị che đó lá em đốn với cây đó luôn cây nào mà che tấm pin của em là em đốn à Đấy. Đấy. còn bên đây là những cái đèn năng lượng anh em đó. thì à, em nhắc lại là cái tấm pin là chúng ta có thể thoải máy thôi ha và cái đèn chúng ta treo cũng thoải máy thôi không cần phải thầy thợ hay là gì lớn lao đâu mọi người, à, cứ uh, vô tư, cứ bình thường, cứ thoải mái. À, em để tấm pin như vậy đó, mà cái đèn T200 của em là nó đêm nào nó cũng nguyên đêm hết đó anh em, à, cứ để vô tư thôi. và nó đó đón đón nắng thật là nhiều, đừng bị cây che khuất là được. Đấy. thì bạn nào anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ mình nha T200, mình sẽ bán cho anh em giá là 720k bao ship mỗi cái. Này hè khuyến mãi cho anh em vài chục uống cà phê nha mọi người thôi xin chào kết thúc video tại đây nhé hẹn gặp mọi người ở những video lần sau